nấu cơm, hầm canh, nấu cháo, nấu yến hay là giữ ấm. Xin chào các bạn đã đến với channel của Meta.vn, trang web mua sắm online chính hãng. Mình biết là các bạn thường mang cơm trưa đi làm, nhưng mà tại văn phòng thì không có lò vi sóng, mà ngày nào cũng ăn ngoài thì sẽ không đảm bảo. Vậy đây chắc chắn là một sản phẩm mà các bạn cần phải mua, đó chính là hộp cơm hâm nóng cắm điện Greenlight RW18. Bên cạnh chức năng hâm nóng thì còn có cả chức năng nấu cơm nữa, cực kỳ tiện lợi. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sản phẩm này nhé. Về thiết kế bên ngoài thì chiếc hộp cơm cắm điện RW18 này có thiết kế khá là nhỏ gọn, có quai sách cực kỳ tiện lợi, trọng lượng thì khoảng 2,5kg. Các bạn có thể chọn mua sản phẩm này với màu xanh lam hoặc là màu ghi. Chất liệu bên ngoài của hộp cơm cắm điện này thì bằng nhựa, bền bỉ. Ngoài ra còn có đi kèm, phần dây nguồn có thể tháo rời với chiều dài là 80cm. Và đi kèm còn có một túi đựng hộp cơm cực kỳ tiện lợi. Các ngăn của hộp cơm điện này được liên kết với nhau bằng phần khóa nhựa liên kết như thế này. Chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong. Về tổng dung tích của hộp cơm là 2 lít với 2 tầng, gồm có 4 ngăn đựng bằng sứ cao cấp an toàn. Phần nắp hộp thì có răng cao su để đảm bảo kín khít. Khay đựng thì bằng nhựa cách nhiệt và làm nóng bằng lõi thép ở phía bên dưới. Về chức năng thì chiếc hộp cơm RW18 có thể hấp và nấu cơm, đồng thời là hâm nóng thức ăn. Với các chức năng ở trên bảng điều khiển như là hấp cơm, hầm canh, nấu cháo, nấu yến hay là giữ ấm. Chúng ta có thể hẹn giờ, sử dụng nút cộng trừ để tăng giảm. Công suất hoạt động của hộp cơm là 250W. Thời gian hâm nóng thức ăn mất khoảng 5 phút và thời gian nấu chín thức ăn là 30 phút. Vừa rồi là thông tin về hộp cơm hâm nóng cắm điện Greenlight RW18 và chiếc hộp cơm hâm nóng này cực kỳ tiện lợi để các bạn có thể mang cơm đi làm tại văn phòng hoặc là cho các bạn sinh viên. Và nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua sản phẩm thì có thể truy cập vào đường link trong phần nội dung của video hoặc là liên hệ tới hotline của Meta trong giờ hành chính để được tư vấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các lần tới.